Còn đây là cá sang kho, cá ba đấy ạ. Sả cá ba có lần trước ở trong cái video sang đặt hàng đấy, thì là sang để ở trong những cái tiệm mà người Maroc á, người ta bán cái cải này rất là mắc tiền, một Bốn ký đồng rưỡi một ký cải này đó mọi người ạ. Xin chào cô chú anh chị và các bạn, mình là Sang, chào mừng mọi người đến với kênh Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Hôm nay Sang cùng với cô chú anh chị và các bạn đi hái rau cải trời nhé. Hôm nay Sang xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng Sang đi hái rau cải nha, ở thôn quê nước Bỉ. Ở đây á, có mọc những cái loại rau cải mà cải trời á cô chú anh chị các bạn. Đây này, ở trong những cái tiệm mà người Maroc á, người ta bán cái cải này rất là mắc tiền, một ký của nó là gần 5 euro một ký đó các bạn. Đây này, đó rất là ngon và non luôn á. Này, những cái cọng này nè, nó rất là tươi mà mập chưa. Đấy, mọi người nhìn thấy cái cây cải này không? Nhiều lắm ở ở chỗ này. Ở trên kia nữa kìa, trên cái đồi đồi đằng kia nữa kìa, nhiều lắm. Bây giờ Sang sẽ đi hái nó. Cái đồi này là đồi cỏ, các bạn, người ta cắt cỏ, người ta để gọn lại một chỗ. Đó, vì có cái những cái cây cải này nó mọc vào lên đây. Cải này là cải trời bên Việt Nam mình vậy đó. Nhưng mà cái cải này á nó rất là ngon. Các bạn nhìn thấy không? Rất là nhìn. Các bạn chắc chưa ăn cái cải này bao giờ đâu, nhưng mà nếu mà các bạn có đi đến tiệm Maroc á thì các bạn sẽ nhìn thấy cái cây cải này. Đó, Sang đang thu hoạch nó nè. Nhiều lắm, rất là non. Wow. Non chưa? Hái cái này về mà xào á các bạn. Nhưng mà cái này nó có sơ thì các bạn các bạn tước nó đi. Nó giống như là cái cây cải ngồng của mình vậy thôi. Đấy. Cái bụi nó rất là bự luôn à. Ăn một bụi này nó no, no luôn rồi. Đấy, ngon chưa? Các bạn nhìn thấy những cái cải non chưa này? Ôi, chỉ ở thôn quê nước Bỉ mới có thôi mọi người ơi. Đây này, Sang đang ở đây là cái chỗ bên này là toàn là những cái đồi 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 thôi. Đấy, mọi người sẽ nhìn thấy. Này, những cái cọng này non nè. Mình người nào muốn ăn non thì ăn non, còn người nào muốn ăn những cái cọng này thì cũng vẫn được. Những cái cọng già già hơn cũng vẫn được, xước nó ra và xào lên, xào tỏi á mọi người, ngon lắm. Đó. Đấy, mọi người thấy không? Ôi, bụi rất là bự. Này, sang hái một chút xíu mà đã được nhiều như vậy rồi nè. Đó, mọi người thấy cây cải không? Thấy bó cải không? Bự ghê. Sang tiếp tục hái nữa đây, nhiều lắm. Mọi người chắc cũng không thể nào ngờ mà cái cây cải trời mà nó tốt như thế này đúng không ạ? Nó có bông á mọi người, hiện tại bây giờ thì nó non á, nó chưa có bông đâu. Đấy, ngon ngon chưa này. Wow, nó không, cái mùi á nó không khác gì cái cải á, cải canh nha mọi người, rất là giống luôn á, y chang sang như vậy luôn. Cái bụi này thì nó hơi già đó, qua cái bụi này á thì nó non hơn này, mọi người thấy không, đã ghê. Sang để cái máy quay xuống, sang thu hoạch nó này, cái bụi này này, rồi ôi nó to ghê dễ sợ luôn. Ôi ôi, muốn ăn non thì hái non, muốn ăn già thì hái già. Đương nhiên là mình sẽ ăn non rồi. Ôi ôi này, ngon chưa? Đấy, Sang thì không hái nhiều đâu, hái vừa ăn thôi. Đó. Đấy. Đó. Rất là ngon luôn đó mọi người. Thấy không? Cái cải này á, các bạn đi tới chợ của người Maroc á, thì các bạn sẽ thấy họ bán ở chợ nha. 4 đồng rưỡi một ký đó các bạn, 4 đồng rưỡi một ký cải này đó mọi người ạ. À. Nó có bông nha mọi người. Còn sang lên trên đồi á, trên đồi trên này á nó có những cái cải nó non hơn nữa. Mọi người theo sang nè. Đây nè, ở trên cái mỏm đồi này nè là cái này á, là cái bãi cỏ mà người ta cắt cỏ người ta để gọn lại á, thì những cái cải nó mọc ở đây mọi người thấy nha. Đây nè, nó đây nè,
nó rất là non đấy, rất là non mà rất là thơm. Đó, kia một cây nữa kìa mọi người. Đó, còn chỗ chân sang nè, một cây này nó non chưa, các bạn có muốn thì các bạn nhổ luôn cả củ cây luôn cũng vẫn được nha. Đấy, còn cái bụi mà sang hái kia là già rồi đó. Đấy, mọi người thấy không? Đây nữa nè. Đó, nó đấy ạ. Đây, chỗ này thì nó non hơn. Đây, còn chỗ này nữa. Đấy. Thôi, hái như vậy là thấy ăn có thấy mồ rồi. Mọi người thấy không? Đó, có mỗi một bụi ở dưới này nè là sang đã hái được bằng này rồi. Hái vừa ăn thôi mọi người ơi. Rồi khi nào mà muốn ăn tiếp á, thì ra hái tiếp. Đó, đây là cái cải trời đó các bạn. Nè, cải này rất là ngon. Ở chỗ thôn quê, ở chỗ sang đấy, hái cái này về xào tỏi ạ. Bây giờ Sang sẽ lượm lặt ra cho đàng hoàng sạch sẽ. Đây. Cái nào già thì các bạn về các bạn tước đi như vậy nè. Đó, tước nó ra thì nó hết cái sơ đi á. Các bạn bỏ cái cọng này vô xào tỏi thôi. Mấy các bạn biết ở Việt Nam mình như rau lang hay gì đấy thì ở bên đây người ta cũng nghĩ đó là cỏ đấy. Nhưng mà ở mình á, là ở Việt Nam mình cũng ăn được hết mấy cái cọng mà. Cái này thì cũng vậy thôi ạ. Cái cải này á, cái mùi không khác gì cái cải căn, cải ngọt mình vậy đó. Y xì xì luôn, không khác tí nào cả. Rồi, Sang hái bằng này đủ đủ rồi ha. Về xào một bữa, xào tỏi nha mọi người. Thôi, bây giờ Sang đi về đây. Về xào làm cơm chiều thôi ạ. Đây này các bạn ơi, đây này. Cái cây cải mà nó còn non này. Trời ơi, nó ngon chưa này, cái bụi tốt luôn. Đấy, mọi người xem. Cải này ăn mới đã này. Thiên nhiên đấy mọi người, chứ ở đâu mà có đâu. Y da. Trời đất ơi, khó nhổ. Tại nó nằm bụi bự ấy. Đó. Cây cải bên Việt Nam của mình ấy, mang qua đây trồng á, mùa đông nó cũng không có chết đâu ạ. Đó, mọi người thấy xem ha. Nhiều khi mình trồng á, nó bay dại đây tùm lum tùm la. Các bạn thấy nó rau nó tốt chưa nè. Còn bên phía bên đây ngay cái chân của Sang nè, cái cây ngải cứu đấy. Mọi người thấy không? Rau bên Việt Nam mình mang qua đây trồng vẫn sống như thường nha mọi người. Đấy, đấy, đây nữa nè. Đấy, sang hái cái cải trời này về nhà xào tỏi. Đấy. Đây nữa, cải còn non. Còn cái này có nhiều loại cải lắm ấy mọi người. Phải để mọi người hái lên mọi người ngửi nha. Nó giống y chang như cái cải Việt Nam của mình mà mọi người hãng hái ăn nha. Có cái mùi lạ lạ, đừng có hái nha mọi người. Để mọi người biết phân biệt đó, những cái cây kia là không được kìa. Cái cây đó là ăn không có được ha. Đấy, mọi người coi kỹ. Những cái cải này thì ăn mới được này nha. Đấy. Cái cải này á, nó có rất là nhiều xơ các bạn, cho nên cho dù nó còn nhỏ còn non hay chăng nữa nó cũng có xơ. Phải tước cái xơ của nó đi ấy. Nó có cái gân đấy. Cái cọng này nó rất là non luôn nhưng mà nó có cái gân ấy. Nè, ăn cái gân này thì nó dai. Nó giống như là cái rau rọc mùng của Việt Nam mình vậy đó, nó có cái gân nó, mình tước nó đi là ăn sẽ ngon. Sang đang rửa cái rau, lặt cái rau này để chuẩn bị xào tỏi đây này mọi người. Ha. Nè, mấy cái lá nè. Cái lá nó cũng có gân nữa đó. Nó có cái cọng gân ở giữa. Còn đây là cá sang kho. Cá ba đấy ạ. Xả cá ba có lần trước ở trong cái video Sang đặt hàng đấy. Thì Sang để, Sang làm sạch sẽ, Sang để đông đá. Rồi bây giờ Sang kho này. Ngon không ạ? Sang là Sang đói bụng lắm rồi đây. Kho này Sang kho tiêu. Kho cho khi nào nước nó sánh lại thì ăn được. Cái này thì ở Việt Nam mình là nhất rồi.
cái rau đó đó sang trụng sơ với nước sôi, và bây giờ mang ra xào tỏi. Tỏi thì mọi người biết rồi ha, rồi sang sẽ nêm nếm là chỉ có nước mắm và hạt nêm, một chút đường là ngon. Và đây là cái bữa cơm tối của hai mẹ con Giang Thị Nở, cô chú anh chị các bạn ạ. Cái rau này là cây Giang hái ở ngoài ngoài đồng ấy, thôn quê của nước Mỹ đấy. Thì mọi Giang sẽ ăn thử cái rau này coi sao nhá. Xào tỏi hết rồi. Cái mùi thơm thì không khác gì cái rau cải của Việt Nam mình hết. Y chang như rau cải, gọi là cải canh đó các bạn. Xỉu luôn, ngon quá. Cái giống y chang như rau cải canh của mình thôi, ăn nó nhặn nhặn, hơi nhặn nhặn một chút vậy ạ, rất là ngon. Và đây là cá kho, sang kho thêm để ăn mặn. Bon appétit, quên rồi. Thôi mời cô chú anh chị và các bạn ăn cơm cùng với hai mẹ con ha. Đây con lấy cái này, con lấy nè. Ăn cái gì con lấy cái muỗng ra con lấy. Ok, đưa chén đây mau ăn lấy cho. Ăn cá kho á, hơi bị ngon đấy. Bon appétit chưa? Hư quá, ăn này quên luôn à. Rồi ăn đi, ăn rau vô nữa nha, ăn nhiều rau vô. Rau này mang mon hái ở ruộng á, ngon không? Ngon hả? Sang ăn rồi không sao hết, cho nên là mọi người có thể đi ra ngoài ruộng á, ngoài ruộng mới có, thì mọi người có thể hái cái rau này về ăn. Nó là rau cải đó các bạn. Nếu mà cái bông của nó thì cũng giống y chang như bông cải của mình, không khác gì hết á, y chang vậy luôn. Nó cũng màu vàng luôn. Bây giờ đang còn non đó, cho nên thành ra là nó chưa có bông. Cái cọng này là mình tưởng nó già chứ, khi mà tước sơ đi ăn cũng ngon lắm, nó giòn á. Chưa được thấm lắm. Cái rau nó ngon, thấy Mick ăn dở nhiều không cô chú? Sang đã xin được cái mà giống như là Sang đi làm tự do, có nghĩa là mình tự làm bao nhiêu và mình khai bấy nhiêu, có nghĩa mình làm cái gì thì mình khai cái đó, mình có nghĩa là mình làm ở đây gọi là làm tự do là như vậy. Cho nên là thành ra là Sang cũng mừng. Chứ còn công việc ở khách sạn đó Sang biết là rất là tốt. Nó do Sang không có đủ sức khỏe để mà theo đuổi nó được lâu dài. Công việc làm giường á các bạn, mọi người cũng đã xem cái video mà Sang chia sẻ về cuộc sống ở Bỉ rồi đó. Thì Sang cũng có quay cảnh Sang làm giường cho mọi người cùng xem. Thì cái rồi làm phòng tắm nữa, cái mình dùng sức rất là nhiều ở, cho nên là thành ra là sức khỏe Sang không được tốt để mà theo đuổi nó hoài, cho nên thành ra là Sang đổi công việc mới. Rất là may mắn là Sang cũng thích nghi được cái công việc mới về cái làm đẹp đó các bạn. Rồi Sang thích nghi rất là nhanh, và Sang được cái là được gặp thầy hướng dẫn và chỉ dạy cho mình rất là tận tình. Có một cái chị chủ xuất hiện trong video của Sang trước đó, thì đó là cái người thầy mà dạy cho Sang làm nail bây giờ. Ở trên trường họ dạy không có bằng ở ngoài đời thực sự.
Thì nhân tiện đây Giang cũng cảm ơn chị các chị rất là nhiều luôn, chị Phúc và chị Tuyết đó. Thì hai chị đã dạy cho Sang làm, một người dạy tay, một người dạy chân, nói chung là các chị dạy cho Sang rất là nhiều ở ngoài đời. Làm cái này đường cái Sang cũng vẫn đóng bảo hiểm, vẫn có được quyền lợi giống như là một người công nhân, giống như ở khách sạn vậy mọi người ạ. Cho nên thành ra là Sang cũng đỡ lo rồi. Sang hy vọng là cuộc sống của mình sẽ tốt hơn, có nghĩa là mình thay đổi công việc nó nhẹ nhàng thì sức khỏe của Sang tốt hơn ấy. Thì như vậy là Sang đã cảm thấy rất là vui và mãn nguyện rồi rồi các bạn. Hai mẹ con của Sang tiếp tục ăn bữa cơm này của mình đây. Video của Sang tới đây là hết rồi. Sang hẹn gặp cô chú anh chị các bạn ở video sau tiếp theo của hai mẹ con nha. Cảm ơn mọi người luôn xem và theo dõi Sang Thị Nở Cuộc Sống Bỉ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.